Và bây giờ là bài viết của tác giả Trân Văn đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tới lượt chiến công trở thành nhảm nhí. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bộ Công an Việt Nam vừa tặng hàng loạt phần thưởng cho các sĩ quan cao cấp. Ngoài huy hiệu 40 năm tuổi đảng, bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015-2020, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, còn thay mặt Chủ tịch Nhà nước tặng huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho 5 ông tướng. Nhìn một cách tổng quát, cả phía đề nghị tặng huân chương, tức là Bộ Công an, cho đến người phê duyệt là Chủ tịch Nhà nước, lẫn những cá nhân vừa nhận huân chương chiến công, dường như đang hài hóa cái huân chương và chiến công ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, biến huân chương chiến công trở thành nhảm nhí. Theo cái nghị định số 91/2017 trên nghị định chính phủ, quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, thì huân chương chiến công là loại phần thưởng mà Chủ tịch Nhà nước thay mặt quốc gia xem xét, quyết định trao tặng hay truy tặng cho những cá nhân tập thể có thành tích vượt trội trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Huân chương chiến công hạng nhất chỉ tặng cho những cá nhân tập thể có chiến công đặc biệt xuất sắc, chủ động, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được có tác dụng động viên giáo dục nêu gương trong toàn quốc. Huân chương chiến công hạng nhì chỉ tặng cho những cá nhân tập thể có chiến công xuất sắc, chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm. Thành tích đạt được có tác dụng động viên giáo dục nêu gương trong toàn quốc hoặc toàn lực lượng công an. Huân chương chiến công hạng ba dành tặng cho những cá nhân tập thể dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm. Thành tích có tác dụng động viên giáo dục nêu gương trong phạm vi quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục. Chắc chắn năm ông tướng công an vừa được trao tặng huân chương chiến công không chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các cuộc chiến đấu nếu có sẽ chỉ xoay quanh việc bảo vệ an ninh quốc gia chống các loại tội phạm. Tuy nhiên, cách thức đánh giá, nhận định về chiến công và trao tặng huân chương chiến công chẳng có theo quy định pháp luật nào cả. Cứ theo những quy định pháp luật đã dẫn, thì công chúng cần phải được biết, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an, người mới vừa nhận huân chương chiến công hạng nhất, đã chiến đấu chống các loại tội phạm như thế nào, chiến công của ông ta cụ thể ra sao, sao không loan báo để còn động viên giáo dục nêu gương trong toàn quốc. Tương tự, thiên hạ có thể không cần nhưng ít nhất cũng nên thông báo chiến công của hai ông tướng phụ trách văn phòng Bộ Công an, đó là Trung tướng Tô Ân Sô chánh văn phòng và Thiếu tướng Vũ Hữu Tài phó văn phòng, cho toàn bộ lực lượng công an để động viên giáo dục nêu gương toàn ngành khi mà trao cho cả hai ông này huân chương chiến công hạng nhì. Mặt khác, cũng rất cần thông báo chiến công của Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Cục Phó Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ví dụ là Tư lệnh Cảnh vệ, tướng Quân đã trực tiếp ngăn chặn bao nhiêu vụ, phá hoại mục tiêu, bắt bao nhiêu sát thủ, âm mưu ám sát, bắt cóc nguyên thủ, v.v. Là người đứng đầu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì tướng Giang đã ngăn chặn được bao nhiêu vụ xâm nhập tấn công mạng máy tính của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, đã điều tra vạch trần, vạch mặt chỉ đạo bắt giữ bao nhiêu hacker cả ở trong nước lẫn ngoài nước Việt Nam. Chẳng lẽ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng chỉ đơn thuần là tìm kiếm vô hiệu hóa những cá nhân bất đồng chính kiến? Chẳng lẽ đối tượng của Công an Việt Nam nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung chỉ là những cá nhân, những nhóm vận động cho tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền, dẫu hoạt động của những đối tượng này ôn hòa thì vẫn phải dốc toàn lực để mà phòng chống, chỉ vì có thể gây nguy hại cho tham vọng duy trì độc quyền lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam? Chẳng lẽ an ninh quốc gia không bao gồm trật tự và mức độ an toàn trong xã hội vốn càng ngày càng tệ hại? Chẳng lẽ tâm trạng bất an thường trực của đa số dân chúng trước vô số rủi ro, bất trắc, đe dọa nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của họ cũng như thân nhân thuộc phạm trù khác không đáng để bận tâm mà, nên mới bất chấp thực tế và hiệu quả hoạt động của công an để mà vui vẻ trao tặng các loại huân chương chiến công cho một mớ tướng công an như vậy?
Khi đã không lấy tâm trạng của dân chúng về trật tự, mức độ an toàn của xã hội để mà làm nền tảng, thì thước đo trong xem xét đánh giá về chiến công của công an, tại sao chưa bỏ hai chữ công an để không bị chê trách là thậm xưng? Đã có những cá nhân là anh hùng lực lượng vũ trang hoặc là anh hùng lao động, nhưng vừa gian vừa tham đến mức hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải xử lý. Đã có nhiều tập thể là anh hùng lực lượng vũ trang hoặc là anh hùng lao động lại lộ nguyên hình là chuyên đục khoét tài nguyên phung phí công quỹ. Rồi cũng đã có không ít những cá nhân dùng danh hiệu anh hùng huân chương lao động để xin giảm án, và không thiếu tập thể anh hùng hoặc được tặng các loại huân chương lao động đã tan nát sau khi tạo ra nợ nần cho toàn dân chia nhau gánh vác. Chẳng lẽ giờ là thời của huân chương chiến công? Khi xem xét quyết định trao tặng huân chương chiến công, có ai nghĩ đến những chiến công kiểu như bốc đại tá Đặng Hoàng Đa, giám đốc công an Sóc Trăng, về Bộ Công an, phong làm thiếu tướng, rồi giao làm cục phó cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Làm cho đã một thời gian, rồi mới đây lại phải lôi ra xử lý. Tại sao? Vì cái thời còn làm giám đốc công an Sóc Trăng, ông tướng Đa đã vung tay chi cho tiếp khách này, tặng quà này khoảng 40 tỷ. Chi tiêu khi đi công tác hội nghị đến 3-4 tỷ. Có ông tướng nào mà vừa nhận huân chương chiến công từng được tướng Đa tiếp và tặng quà không? Có ông tướng nào vừa nhận huân chương chiến công nhất trí không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ cảnh cáo tướng Đa không? Trường hợp tướng Đa đó, cất nhắc, phong tướng, cảnh cáo, chẳng lẽ cũng được tính vào chiến công à? Cho các ông tướng khác của Bộ Công an vừa mới được trao cái huân chương chiến công ấy.